Kính chào quý khán giả và các đồng chí. Gần nửa thế kỷ trước, trong một trận chiến đấu ác liệt đánh chiếm chi khu Ba Càng, nhiều chiến sĩ của Trung đoàn 1, quân khu 9 đã anh dũng hy sinh. Hải cốt của các anh sau đó đã được quy tập về Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Vĩnh Long và Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long, nhưng vẫn nằm dưới những tấm bia mộ, chưa xác định được danh tính. Tìm lại tên cho đồng đội và đưa các anh được trở về với gia đình, quê hương. Đó là nỗi trăn trở và cũng là quyết tâm thôi thúc các cựu chiến binh của Trung đoàn 1, quân khu 9 bắt đầu những hành trình đầy nghĩa tình vì đồng đội đã ngã xuống. Theo như cuốn lịch sử Trung đoàn Bộ binh 1, Sư đoàn 330, quân khu 9 ghi lại, thì vào đêm 11, rạng sáng 12 tháng 4 năm 1975, Trung đoàn 1 của ta tiến công chi khu Ba Càng nhưng không tiêu diệt được. Ngày 12 tháng 4, địch sử dụng tiểu đoàn 3, trung đoàn 16, sư đoàn 9 và một chi đoàn xe M113 xuống giải tỏa, ý định đánh bật tiểu đoàn 307 của ta. Đây là trận đánh tiểu đoàn 307 bị tổn thất nặng nề. Trận đánh đã diễn ra theo đúng kế hoạch nhưng mà có thể nói là cái sự kháng cự của địch nó rất mạnh. Nhưng mà sau đó thì chúng còn bổ sung thêm lực lượng và vì thế mà trận đánh rất là ác liệt. Theo đồng chí trung đoàn trưởng cho biết thì hơn 60 cán bộ chiến sĩ đã hy sinh gần đấy. Chi khu Ba Càng nay đã không còn khói lửa chiến tranh. Trở về thăm lại mảnh đất chiến trường xưa, những người lính trung đoàn 1 đã cùng nhau ôn lại biết bao kỷ niệm về một thời trận mạc không thể nào quên. Một thời trai trẻ tràn đầy nhiệt huyết cách mạng. Thời gian trôi đi, những người lính 18 đôi mươi năm nào nay tóc đã pha xương, nhưng dường như mỗi khi gặp lại nhau, ký ức về một thời trận mạc hào hùng lại ùa về. Với gia sắt gần đàn tiến lên lòng son chân nào tiếng tiêu đoàn bao nhiêu năm dù lây sợ hãi vang được một tiếng mai trăm lê bơi lê bơi lê bơi lê bơi. Và trong câu chuyện về một thời hoa lửa ấy, họ không thể nào quên được những đồng đội đã anh dũng ngã xuống. Gần nửa thế kỷ đã qua, nhưng ký ức về những đồng đội đã hy sinh trong trận đánh tại chi khu Ba Càng vẫn còn là một nỗi ám ảnh dai dứt với những người lính đã may mắn còn sống trở về. Có người bạn thân thiết, tức là khi mà đi là cùng là ở phường, ngày xưa gọi là tiểu khu Trần Hưng Đạo, thì là liệt sĩ coi như là Bắc Chính. Thì Bắc Chính này là học cùng với bọn tôi. Bởi vì anh em là coi như vẫn là coi như mang một cái ý, tức là khi mà giải phóng xong là được quay về các trường đại học. Thế cho nên trong quá trình như vậy thì Chính là một cái, cũng là một cái người bạn, tức là cùng học, tức là cùng ôn trên con đường đi. Và Chính thì nó rất là chịu khó học, rất chăm học. Cho nên khi buổi tối về và nghe cái tin rằng là Chính không còn thì nói chung là anh em rất là buồn. Mọi ước mơ là coi như chấm dứt. Sau đến lúc mà bọn tôi quay về, khi ra quân quay về trường đại học, thì thật ra cũng nhiều lúc ngồi cũng nghĩ đến những đồng đội, những cái ước vọng của đồng đội, tức là được quay về đi học thì không được. Với tôi nó cứ đau đáu trong lòng suốt từ năm 1975 này, mấy chục năm này, lúc nào tôi cũng cứ canh cánh, thậm chí nhiều đêm tôi ngủ tôi cứ nghe tiếng văng vẳng anh em nó gọi. Mà khi mà pháo nổ rồi bị thương rồi thì nó ới mẹ ơi cứu con với, ới đồng đội ơi cứu tao với. Và cứ nó cứ văng vẳng bên tai tôi. Lúc bấy giờ thì cái cảnh nó tôi không biết nói thế nào cả. Vừa mới ngồi ăn với nhau đây, vừa mới ngồi ăn với nhau một miếng cơm nắm đây. Thế nhưng mà sau đó thì nó đi rồi và có những thằng thì nó bảo tao không sống được đâu, mày... để tao nằm đây mày đi, chứ không nếu mày ở đây với tao là mày chết. Lúc bấy giờ thì nó thật là nó khó nói đâu. Để bạn lại thì cũng không đành, mà mang được bạn ra cũng không thể mang được.
đâm là những các cái đấy nó cứ canh cánh mà nó thực nó hằn sâu vào cái từ cái lúc mình trẻ nhất mà đến lúc nó hằn sâu nó cứ đi theo mình suốt cả cái cuộc đời. Khúc sông Ba Càng hiền hòa chảy qua xã Song Phú, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long hôm nay lại gợi lên biết bao xót xa, tiếc thương với những người lính trung đoàn 1. Trong trận đánh chiếm chi khu Ba Càng, nhiều chiến sĩ của trung đoàn đã hy sinh tại khúc sông này. Nhiều đồng đội tôi hy sinh nằm ở trên cái sông. Khi mà có lệnh rút thì anh nào khỏe thì cố gắng vượt sông sang bên kia cánh đồng và để rồi về bên kia là cứ. Thì cứ vượt thôi chứ còn cũng không có xuồng. Rồi anh nọ dìu anh kia sang thôi chứ không có một cái phương tiện để đi qua cái sông được cả. Nên là cái số bị thương thì là hy sinh ở khúc sông cũng có. Những cánh hoa thả xuống dòng sông gửi gắm biết bao niềm thương nỗi nhớ dành cho đồng đội đã mãi mãi gửi lại tuổi đôi mươi dưới dòng nước lạnh. Theo thời gian, những dấu vết của bom đạn chiến tranh đã dần lùi xa, nhưng ký ức về một thời trận mạc vẫn còn sống mãi trong trái tim của những người còn sống. Ở ấp Phú Ninh, xã Song Phú, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long, có một căn nhà nằm bình yên giữa vùng sông nước miền Tây. Đây từng là điểm tập kết tạm của các chiến sĩ trung đoàn 1 của ta trong trận đánh chi khu Ba Càng. Trong một trận pháo kích của kẻ thù, nhiều chiến sĩ của trung đoàn đã anh dũng hy sinh tại chính căn nhà này. Từ ngày đó đến giờ, gia đình ông Võ Công Út vẫn sinh sống ở nơi đây. Gia đình ông Út vẫn coi những chiến sĩ cách mạng đã ngã xuống như người thân trong gia đình mình, và các thế hệ trong gia đình luôn tưởng nhớ đến sự anh dũng hy sinh của các anh hùng liệt sĩ. Bởi vì cái tình cảm thấy anh em đánh mà hy sinh, cũng từ ngoài Bắc vô thì hy sinh đây, thì các hồn cũng ở đây nên lập một cái miễu, hãy cúng kiến trong nhà là có ra cúng cho anh em. Hãy cúng trong nhà cái gì là đem ngoài cúng nấy hết, lúc nào cũng có hết. Cũng là như người nhà mình thôi, như anh em trong nhà thôi. Nhiều năm nay, ngôi nhà của ông Út đã trở thành điểm hẹn đầy kỷ niệm với các cựu chiến binh trung đoàn 1 mỗi khi về thăm lại chiến trường xưa. Thì ngôi nhà này đối với cựu chiến binh của trung đoàn 1 đối với chúng tôi là một kỷ niệm, bởi vì là sau khi anh em chiến đấu trở về tưởng nhớ thương nhớ đồng đội và quyết đi tìm đồng đội, qua những cái sổ sách lưu trữ, qua những cái nhân chứng thì chúng tôi tìm được đến cái nhà của anh Út. Chúng tôi muốn tôn tạo lên cho nó trở thành một cái địa chỉ đỏ, và xã Song Phú đã đến với chúng tôi và cũng đã ghi nhận cái sự ghi ơn của các liệt sĩ, và cũng đây là chỉ đỏ của xã. Đối với những người lính từng tham gia đánh trận chi khu Ba Càng, mỗi khi có dịp vào vùng miền Tây sông nước, họ đều cố gắng đến ngôi miếu nhỏ này để thắp nén hương thơm cho đồng đội. Tại đây, Ban Liên lạc Cựu Chiến binh Trung đoàn 1 cũng đã dựng một tấm bia tưởng niệm khắc tên những đồng đội đã hy sinh trong trận đánh chi khu Ba Càng. Nhiều gia đình có con em hy sinh trong trận đánh nhưng chưa tìm được phần mộ người thân cũng tìm đến đây để thắp hương vái vọng anh linh các liệt sĩ, với một niềm mong mỏi tha thiết rằng sẽ có ngày đón được hài cốt của người thân trở về. Đối với cựu chiến binh Chu Duyên Hải, mỗi khi trở lại thăm căn nhà này, ông không khỏi bồi hồi xúc động. Khi ấy, một quả pháo của địch đã giã xuống đây. Ông thoát chết trong gang tấc, nhưng rất nhiều đồng đội đã anh dũng hy sinh. Trong đó, có cả người đồng đội nằm ngay sát cạnh ông. Anh em là bị quây xung quanh là xe tăng, xe bọc thép. Bây giờ là pháo bắn vào, trực thăng ở trên. Vì thế anh em sau một cái ngày đánh chiến đấu thì cũng mệt. Thì cũng có những người là mệt thì nằm nghỉ một chỗ. Thì tôi vào nằm đấy được một tí thôi thì
một cái trái pháo nổ, thì tôi nằm ở sát một cái bồ lúa, thì một người bạn đồng đội khác, anh tên là anh Thành, anh ôm tôi, thì có lẽ chưa được một phút sau thì cái trái cối nổ ngay cách độ khoảng hơn 1 mét, thì toàn bộ cái phía mặt đằng sau lưng của anh Thành chi chít những cái vết đạn. Đây là một cái mà lúc ấy xong anh ấy cũng chưa hy sinh ngay. Thế là hai anh em lấy băng cứu thương của cả hai anh em ra để quấn. Thế thì sau khi mà quấn băng hết cả băng rồi thì tôi bảo anh Thành là thôi anh tìm đường ra trước đi. Thế còn chưa có lệnh rút thì tôi vẫn ở lại. Thế đồng thời cái trái cối đến nổ thì không phải chỉ mình anh Thành bị mà một cái số lượng lớn, cũng khoảng 5-7 anh em ở cái chỗ đấy đều bị hy sinh rồi. Trong cái tâm tư của tôi như là một cái nợ mà mình phải tìm bằng được anh em để trả lại cho anh em cái tên, mà mình mới cảm thấy là mình vơi đi một cái phần nào đó những cái nỗi nhớ về anh em, những người đã cùng với mình trong chiến đấu và họ đã phải ra đi trước cái ngày giải phóng. Một cái điều cũng nó cứ chăn trở thực sự, một cách là chăn trở từ 40 năm nay, hơn 40 năm nay cho đến ngày hôm nay. Chính từ những day dứt chăn trở ấy mà cựu chiến binh Chu Duyên Hải và các cựu chiến binh trong ban liên lạc cựu chiến binh Trung đoàn 1 lại càng quyết tâm lên đường đi tìm đồng đội để đưa các anh được trở về với gia đình, quê hương. Sau khi tìm hiểu lại thông tin từ quân khu 9, từ Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long, cũng như kết nối được với các nhân chứng, ban liên lạc cựu chiến binh Trung đoàn 1 đã tìm được một thông tin quan trọng. Hài cốt của các chiến sĩ hy sinh tại trận Ba Càng sau này được quy tập về Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Vĩnh Long và Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long. Nhưng tất cả đều nằm dưới những tấm bia. Mộ còn thiếu thông tin. Cùng chiến đấu bên nhau, cùng nhau vào sinh ra tử, cùng sẻ chia từng miếng cơm, chén nước, đã gọi nhau bằng những biệt danh thân thương. Vậy mà, giờ đây đồng đội ngã xuống, chẳng được gọi tên, nằm im lìm dưới những nấm mộ chưa xác định danh tính. Trong khi, ở quê nhà, bố mẹ, vợ con, người thân vẫn đang từng ngày ngóng đợi tin các anh. Đó là điều mà những người lính già không khỏi ngậm ngùi, xót xa. Tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Vĩnh Long, ban quản lý Nghĩa Trang đã cung cấp cho ban liên lạc một thông tin quan trọng. Có 22 liệt sĩ hy sinh tại trận Ba Càng đã được di chuyển về khu 15 trong Nghĩa Trang. Thì cái trận Ba Càng của Tam Bình, của tỉnh Vĩnh Long thì quy tập về Nghĩa Trang Liệt sĩ tỉnh. Báo cáo đồng chí, đây là khu 15, liệt sĩ chưa xác định thông tin. Xin cảm ơn anh. Dạ. Thế là cái thông tin chúng tôi tìm được ở đây thì cũng rất hy vọng là đây là những liệt sĩ, là những đồng đội đã hy sinh trong trận Ba Càng và quy tập về đây. Cũng đã đi tìm nhiều nơi nhưng đến đây thì mới thấy cái thông tin này là nó rất là gần với thông tin của trận đánh. Tìm được khu vực an táng các đồng đội đã khó, nhưng sau khi đã có được những thông tin quan trọng này, các cựu chiến binh Trung đoàn 1 còn có một nhiệm vụ cũng khó khăn không kém. Đó là tìm thân nhân cho các đồng đội để có thể lấy mẫu sinh phẩm xét nghiệm ADN. Để có được thông tin về thân nhân của đồng đội, với nhiều trường hợp, các cựu chiến binh phải đến từng huyện, từng xã hỏi thăm đến tận nhà các liệt sĩ. Tại xã Minh Nghĩa, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa, quê hương của liệt sĩ Đỗ Văn Trai, đã gần nửa thế kỷ đi qua từ khi anh hy sinh. Gia đình vẫn chưa biết được phần mộ của anh nằm ở nơi nào. Nhiều năm mòn mỏi chờ đợi tin con, bố mẹ liệt sĩ đã ra đi mà chưa thực hiện được ước nguyện đón hài cốt của con trở về. Giờ đây, các anh chị em trong gia đình cũng chỉ còn bà Đỗ Thị Trè là em gái liệt sĩ. Nhiều năm trước, khi còn sức khỏe, bà và chị gái cùng các con cháu cũng đi dò hỏi thông tin ở nhiều nơi, nhưng đều không có kết quả. Đúng là gia đình của tôi cũng rất là đau lòng.
Bố mẹ thì mất rồi, mà chị thì mất rồi, còn có mình tôi thì thật là tôi cũng nhiều khi cũng cứ nghĩ tiêu cực, cũng cứ nghĩ là nhà thì ba chị em, nhưng mà chợ cũng vẫn mình vậy. Có công việc gì thì không có ai giùm thấm mà kêu mà hỏi, chứ tủi lắm. Nhưng mà rồi thật là đúng với chị, bệnh tình thì của tôi nó thì đi mổ được 3 năm nay nữa, bạn bị ung thư tuyến giáp. Tưởng như đã không còn hy vọng gì sẽ tìm được phần mộ anh trai, thì bà Trè và gia đình vô cùng bất ngờ và xúc động khi các đồng đội của anh đến tận nhà thông báo hiện hài cốt liệt sĩ Đỗ Văn Trai đang được an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Vĩnh Long, nhưng chưa xác định được thông tin và cần làm thủ tục xin xét nghiệm ADN để tìm được chính xác phần mộ. Sau mấy chục năm chờ đợi đằng đẵng, thông tin ấy đã mang đến cho gia đình liệt sĩ Trai biết bao hy vọng. Cùng với gia đình liệt sĩ Trai, hơn 30 gia đình khác cũng được Ban Liên lạc Cựu chiến binh Trung đoàn 1 kết nối thông tin và hướng dẫn làm các thủ tục cần thiết để xin lấy mẫu xét nghiệm ADN. Những chờ đợi mỏi mòn nay đã được thắp lên niềm hy vọng. Đối với các gia đình liệt sĩ, xét nghiệm ADN giống như cánh cửa mở ra cơ hội cuối cùng để tìm được người thân. Nhưng để mở được cánh cửa ấy cũng không phải đơn giản. Do thời gian đã quá lâu, nhiều hài cốt đã bị phân hủy, gây khó khăn rất lớn khi phân tích ADN. Đa số các mẫu phải phân tích nhiều lần mới cho kết quả đạt yêu cầu. Có một số mộ, các mẫu không đủ điều kiện để phân tích. Sau một thời gian tiếp nhận các mẫu sinh phẩm và tiến hành phân tích, giám định khoa học cẩn thận, Viện Pháp y Quân đội đã khớp nối và trả lại tên cho 6 trường hợp liệt sĩ, trong đó có trường hợp của liệt sĩ Đỗ Văn Trai. Đây là chuyến đi mà các cựu chiến binh Trung đoàn 1 đã chờ đợi suốt 2 năm qua để trao đến gia đình liệt sĩ Đỗ Văn Trai kết quả mà tất cả đều mong chờ. Những chờ đợi, mong nhớ suốt gần nửa thế kỷ dồn nén. Những hy vọng được thắp lên kể từ ngày gửi mẫu sinh phẩm ADN. Tất cả những cảm xúc ấy dường như đã vỡ òa trong giờ phút bà Đỗ Thị Trè cầm được tấm giấy thông báo kết quả ADN để biết được vị trí chính xác phần mộ của anh trai mình. Thôi có đôi lời cảm ơn các cô, các chú. Vâng, thì cảm xúc của tôi là rất phấn khởi là được các chú, các cô là tìm được mộ anh tôi, thì tôi, gia đình tôi rất phấn khởi và xúc động. Tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Vĩnh Long, nơi 22 liệt sĩ của Trung đoàn 1 hy sinh trong trận đánh chi khu Ba Càng đã an nghỉ gần 50 năm. Hôm nay, có 5 liệt sĩ đã được trả lại danh tính. Buổi lễ trao kết quả ADN xác minh danh tính cho các liệt sĩ đã được tổ chức thật trang trọng, với tất cả tình cảm yêu thương, xúc động và cả sự biết ơn của thế hệ hôm nay với sự hy sinh anh dũng của các anh hùng liệt sĩ. Đối với cái thế hệ trẻ hiện nay, những người mà đang sống trong một cái cuộc sống hòa bình như thế này, thì đối với bản thân tôi thì tôi cũng thấy cái tinh thần trách nhiệm của mỗi người là mình phải nỗ lực hết mình để hỗ trợ làm sao có thể là bằng mọi cách tạo điều kiện thuận lợi và tìm kiếm tất cả các cái thông tin để làm sao sớm có thể gắn tên và điền tên các anh đúng vào cái vị trí mà các anh đang nằm xuống, để mà xoa dịu bớt cái nỗi đau mà chiến tranh đã gây ra. Những tấm bia liệt sĩ chưa xác định danh tính đã được thay thế bằng những tấm bia mới có đủ cả họ tên, quê quán, đơn vị của liệt sĩ. Thêm một phần mộ được trả lại tên là thêm một gia đình có được niềm hạnh phúc đoàn tụ. Những người thân đã chờ đợi, mong ngóng suốt mấy chục năm dòng, nay mới được tự tay
thắp lên phần mộ của liệt sĩ gia đình mình những nén hương thơm. Hôm nay là tìm thấy cậu, là cậu nằm ở đây thì chị em, hai chị, ba chị em vào thăm, rất là thăm cậu. Để tới cậu. Bao nhiêu năm từ khi anh hy sinh, bố mẹ còn mong mỏi tìm anh về. Nhưng bây giờ bố mẹ mất rồi, bây giờ mới tìm được anh. Còn bố mẹ không còn nữa, anh chị em tìm được anh rồi thì nhờ đồng đội sáng năm. Anh chị em, cả em cả chồng đưa anh về, về quê quán, về gần cha mẹ. Rất là biết ơn các anh bộ đội đã coi như đã tìm được mộ cho em tôi, là rất là gia đình rất là mừng. Nhiều gia đình cũng đã từng lặn lội hàng chục năm đi tìm kiếm phần mộ của người thân mà không có kết quả. Thân nhân các liệt sĩ đã chờ đợi giây phút đoàn tụ này quá lâu rồi. Cảm ơn tất cả các cán bộ, rồi tất cả các đồng đội của bác, vì gia đình cũng đi tìm nhiều nơi rồi nhưng mà chưa, bây giờ mới được kết quả. Thì thật sự cái cảm xúc bây giờ nó khó tả lắm. Gia đình tôi cũng nhiều lượt vào đây tìm rồi nhưng không tìm được mộ. Nhưng qua cái lần này mà lại qua các bác trong đồng đội của anh trai mình nhiệt tình kết hợp với ban lãnh đạo, các ban ngành tìm được danh tính, là gia đình cũng rất là xúc động và rất cảm ơn. Cách đây 10 năm tôi được vào tìm anh tôi ở cái tỉnh Bình Long này, đi nghĩa trang Tam Bình, rồi là tật đi quân khu 9, rồi đi khắp nơi muốn tìm được. Và cũng tìm ở nghĩa trang này thôi nhưng không tìm được, bởi vì toàn là mộ không tên cả. Thì nó thật vô cùng xúc động. Thực chất là nếu không có các anh ở trung đoàn một địa phương tạo điều kiện ấy, thì chúng tôi không có hy vọng tìm được anh thôi. Bởi vì các anh tìm một cách quy mô, một cách khoa học. Còn tại nghĩa trang liệt sĩ huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long, anh Hồ Thành Giáo, con rể liệt sĩ Trần Văn Khanh, cũng vô cùng xúc động khi được chứng kiến giây phút gắn bia mộ mới với đầy đủ tên tuổi, quê quán cho liệt sĩ. Bố tôi là con mình, vợ tôi là con gái. Vì khi bố ra đi thì vợ được 3 tháng. Thế là mất liên lạc tới nhà bố, hy sinh năm 12 tháng 4 năm 75 ở mặt trận phía Nam, chỉ biết thông tin thế thôi. Người vợ chồng nhờ các chú là cũng theo đợt kỳ rồi có đi xuống lấy mẫu ADN thì có vợ cùng đi. Nhưng vừa rồi đây là khi xác định cái danh tính thì hơi buồn là vợ là bị bệnh. Thay mặt gia đình cũng mình tôi xuống đây. Vì là vợ là có một mình thôi. Thì ước nguyện lấy nhau là hứa với vợ là nếu sau này có điều kiện anh sẽ đi tìm cho vợ. Thì đến hôm nay đã làm tròn trách nhiệm với vợ. Bây giờ không có lời nào để tả hết, mừng quá. Niềm xúc động của các gia đình.
Bao người ngã xuống, bạn hy sinh dành cho ta sự sống, có lẽ nào quên được những người xưa. Đất Kiên Giang ròng rã những ngày mưa, nấu nồi cơm trên bãi bùn nhão nhoét. Chưa kịp ăn, pháo bầy đã gầm thét, bạn hy sinh khi chưa kịp ăn cơm. Và Ba Càng, đất Tam Bình, Vĩnh Long, trận đánh ấy bao đồng đội nằm lại, để người thân bao năm dòng mong đợi. Người ra đi sao mãi vẫn chưa về, Vĩnh Long hôm nay cảm xúc vỡ òa, đồng đội người thân nghẹn ngào nước mắt. 45 năm trời nhớ thương xa cách, đã có người về gặp mặt hôm nay. Về với chúng tôi các đồng đội ơi, nhận lại tên mình đủ tên đủ tuổi, để thôi tháng năm nhớ thương vời vợi, xóa những tháng ngày mong đợi chờ trông. Đồng đội ơi, ta về với nhau, ta trở về thăm một thời oanh liệt. Như năm xưa ta vừa mới bên nhau, 18 đôi 10 trời xanh biếc trên đầu. Đồng đội ơi, về với nhau đồng đội.